Sau 20 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 04 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức rộng khắp đã trở thành nét đẹp truyền thống, đưa công tác mặt trận về với cộng đồng dân cư. Năm nay, để chuẩn bị cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch triển khai đảm bảo cho ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp. Mới đây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Thuận Tây đã triển khai kế hoạch tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đến từng ban công tác mặt trận khu dân cư trên địa bàn phường. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức ngày hội phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và khu dân cư. Các hoạt động đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức lãng phí. Nội dung phần lễ tổ chức trang trọng, ngắn gọn. Nội dung phần hội tạo được không khí vui tươi, đầm ấm và tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Phần hội chú trọng tổ chức nhiều cái hoạt động mà sôi nổi như là giao lưu văn hóa văn nghệ, đặc biệt phường Hòa Thuận Tây là các câu lạc bộ dân vũ rất là mạnh, thì chúng tôi cũng đang khuyến khích các cô chú tổ chức các hoạt động này, hoặc là giao lưu về tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoặc là các bữa cơm đại đoàn kết để thu hút cho người dân tham gia đông đảo, đúng nghĩa là ngày đại đoàn kết, và chúng ta đang chào đón 20 năm ngày đại đoàn kết nữa. Theo hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc tổ chức ngày hội tại khu dân cư do Ban công tác mặt trận chủ trì. Thời gian tổ chức ngày hội diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 18 tháng 11 năm 2023. Việc tổ chức thành công ngày hội sẽ góp phần xây dựng đời sống văn hóa, củng cố tình làng nghĩa xóm, phát huy sức mạnh của cộng đồng. Tổ chức một ngày hội thật sự là ngày hội của toàn dân, tuyên truyền những ý nghĩa, mục đích của ngày hội, của ngày truyền thống mặt trận, và đồng thời chúng ta vận động các mạnh thường quân, các doanh nhân, các đơn vị trên địa bàn để có những món quà tình nghĩa trao cho các hộ nghèo, hộ đặc biệt nghèo, những hộ có hoàn cảnh khó khăn, các địa chỉ nhân đạo đến bà con nhân dân hộ nghèo để làm thắt chặt cái tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Tại hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng đã nhấn mạnh, mặt trận các cấp cần tiếp tục quán triệt, khẳng định vai trò của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc để có những hành động cụ thể hướng đến người dân ở từng địa bàn khu dân cư. Mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị cần có kế hoạch cụ thể, làm tốt công tác tuyên truyền, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng. Nghiên cứu tổ chức ngày hội theo hình thức liên khu dân cư để tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, gắn kết giữa các khu dân cư với nhau. Khuyến khích các khu dân cư tổ chức ngày hội tại các di tích lịch sử, đình làng, các nhà văn hóa v.v. để kết hợp tuyên truyền, thắp lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, các phong tục, tập quán tốt của đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Thông qua ngày hội nhằm tiếp tục củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở cộng đồng dân cư, tập hợp, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận và khẳng định vai trò của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thông qua ngày hội, phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, sẻ chia của người dân trong cộng đồng, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân.